Những ngày qua, dư luận xôn xao trước vụ việc một nam thanh niên lắp camera quay lén trong phòng vệ sinh nữ tại quán cà phê, bị nữ chủ quán bắt quả tang, quay clip làm chứng rồi tát thẳng vào mặt. Chị Trần Thu Phương, chủ quán cà phê DJ XT cho biết, chị bắt quả tang nam thanh niên biến thái này vào tối ngày 3 tháng 6. Trước đó, nam thanh niên này từng tới quán cà phê rồi cậy cửa nhà vệ sinh nữ, hắn mang theo tu vít và kìm. Tối hôm trước, hắn ta đến quán, nhưng bây giờ mình không có ở đó. Bạn quản lý nói lúc 19 giờ hơn, có thanh niên ngồi nạy nạy cửa nhà vệ sinh nữ, nhưng tưởng là mình kêu người sửa toilet. Nghi ngờ, mình kiểm tra camera hành lang, thấy thanh niên này đi qua đi lại các nhà vệ sinh nữ rất nhiều lần, có cầm theo tu vít và kềm, chị Phương kể lại. Hôm sau, thanh niên này đến quán để giở trò. Do chị Phương đã cảnh giác nhớ mặt nên tiến hành theo dõi qua camera và thấy hắn có những hành vi tương tự. Chị cùng các nhân viên quán ập vào bắt quả tang. Chị cho hay, tên này gắn thiết bị quay lén ở lỗ khoang xuyên qua trên mặt cánh cửa. Sau khi bắt quả tang hành vi biến thái, chị Phương đã đưa nam thanh niên đến công an phường 2 quận 10 để trình báo. Tuy nhiên do còn lo lắng, chị Phương kiểm tra lại các phòng vệ sinh một lần nữa thì hoảng hồn phát hiện vẫn còn một thiết bị quay hình được lắp đặt trong chiếc đèn trên trần. Sau khi tháo gỡ và tìm hiểu về thiết bị lạ, chị biết được đây là một loại camera giấu kín có thể kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng để truyền trực tiếp hình ảnh về. Thời lượng pin thiết bị có thể kéo dài từ 4 đến 10 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, có một thẻ nhớ nằm trong thiết bị này còn ghi rõ ngày mua là ngày 3 tháng 6 năm 2019, tức là hôm chị Phương bắt quả tang. Kiểm tra thẻ nhớ, chị Phương lại tiếp tục hoảng hốt với đoạn video dài hàng giờ đồng hồ, bắt đầu từ lúc thanh niên chỉnh sửa góc quay camera cho đến lúc nhân viên quán và hàng loạt khách hàng nữ vào phòng vệ sinh. Liên quan đến sự việc, đại diện công an quận 10 cho biết một số đoạn clip quay lén gây ảnh hưởng đời sống riêng tư của nhân viên quán đã bị chủ quán xóa. Những hình ảnh clip còn lại trong máy mờ nên không nhìn rõ khi đối chất để làm rõ vụ việc. Do chủ quán không yêu cầu gì thêm nên công an quận chỉ lập hồ sơ cảm hóa và giáo dục thanh niên này.